Kết thúc bài học lần trước, Hoàng Yến và Duy Khánh đã được giao một nhiệm vụ rất đặc biệt. Ngay bây giờ, hãy cùng nhìn lại xem đó là nhiệm vụ gì nhé. Rồi, vậy là hôm nay chúng ta đã học về giá cả cũng như là cách hỏi mua sắm bằng tiếng Nhật đúng không nhỉ? Dạ. Vậy là bây giờ, như thường lệ, cô sẽ có một nhiệm vụ đặc biệt cho các em. Nhiệm vụ gì nào? Nhiệm vụ đơn giản lắm. Bây giờ cô sẽ liệt kê những thứ mà cô cần các em mua và các em sẽ tìm đến cái nơi mà có người Nhật bán hàng để mua cho cô cái thứ đó. Và lưu ý là các em phải nói chuyện với người Nhật để mua được cái đồ đó nhé. Rồi, trên tờ giấy này cô có ghi những thứ mà cô cần các em mua. Các em nhớ đi mua nhé. Dạ, cảm ơn cô. Mở ra đi Yến. Matcha. Trà xanh, rong biển nè. Nước tương. Rồi, thôi mình đi thôi ha Yến hả? Ừ, trễ giờ rồi, nhanh lên đi Yến ơi. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, tụi em đi cho kịp giờ chiều tan lễ chợ. Dạ, chào cô. Có vẻ như đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Liệu lần này hai học sinh lém lĩnh có thể hoàn thành được không? Hãy cùng chờ xem. Còn bây giờ, hãy ôm lại những điểm ngữ pháp chính của tuần này đã nhé. Cách đếm tầng ở Nhật, lưu ý một cái là ở tiếng Việt chúng ta sẽ là tầng 1, tầng 2, tầng 3, tức là tầng trước rồi số sau đúng không nhỉ? Còn ở bên Nhật thì là số tầng trước rồi sau đấy sẽ là tầng, thì cái từ đi đằng sau đấy nó gọi là kai. Khi mà hỏi số tầng thì các em lại sử dụng từ nang. Từ này rất hay gặp nên các em lưu ý nhá. Tầng là kai nên sẽ hỏi là nang kai desu ka? Nang kai desu ka? Nếu mà chỉ viết như thế này thì các em có thể hiểu theo hai nghĩa là một là hỏi là mấy tầng, hai là hỏi là mấy lần. Dạ. Còn nếu mà khi mà các em viết chữ Hán hoặc là viết sang tiếng Nhật thì đặc biệt là viết chữ Hán thì các em tùy theo cái chữ Hán các em đọc thì các em sẽ biết là đấy là đang hỏi tầng hay là lần. Nếu mà các em muốn hỏi là mấy lần thì chúng ta cũng sẽ có cách nankai desu ka? Nankai desu ka? Lần thứ bao nhiêu? Lần thứ mấy? Thì các em sẽ thêm từ mẹ là nankai me desu ka? Là lần thứ bao nhiêu? Lần thứ mấy? Thì bây giờ chúng ta sẽ học về cái cách là sử dụng mẫu ngữ pháp có hay không. Thì chúng ta sẽ có là vật cần hỏi này. Wa arimasu ka? Wa arimasu ka? Trong trường hợp nếu mà có thì sẽ trả lời là hai arimasu. Trong trường hợp nếu mà không có thì là iie arimasen. Arimasen là câu phủ định, không có. Arimasu là khẳng định, có. Ngoài ra thì cái từ arimasu này là có thể sử dụng khi mà nói hoặc là hỏi về một cái vật nào đó mà có tồn tại hay là không tồn tại ở chỗ nào đó, hoặc là nói để hỏi xem là vật đó ở đâu. Còn trong trường hợp chúng ta hỏi ở tầng mấy thì là nhớ là thêm nhị ở đây nha. Nankai ni arimasu ka? Là hỏi là tầng mấy. Nankai ni arimasu ka? Và thêm wa ở đây cộng với cả cái vật mà mình muốn hỏi ở trước đó thì sẽ thành là cái vật đó nó ở tầng mấy. Nankai ni arimasu ka? Bây giờ chúng ta sẽ hỏi thêm vật đó ở đâu. Ví dụ nếu mà trong trường hợp là không phải ở trung tâm mua sắm nào đấy mà nó là một cái hiệu sách ở gần ga tàu hoặc là gì đấy chẳng hạn. Vật đó. Wa doko? Doko là ở đâu? Ni arimasu ka? Chúng ta hỏi ở đây như vậy có nghĩa là cái vật này nó có ở đâu. Và lưu ý ở đây là các em có thể trả lời theo hai cách, một cái là ni arimasu, địa điểm ni arimasu, hoặc là thứ hai nữa là địa điểm des. Bài học tiếp theo sẽ là nói về đây đó kia nhé. Dạ. Trước hết đây thì tiếng Nhật là ここ. Đó là そこ. Và kia là あそこ. Ví dụ như là cô đang đứng ở đây chẳng hạn. ここ thì cô chỉ ở đây là ここ. Nó chỉ cái chỗ gần người nói hơn là người nghe. Còn tiếp theo là soko là đó, là chỉ hơi xa một chút so với cô. Nhưng mà ví dụ như nó gần người nghe hơn so với cả người nói. Ví dụ như soko. Soko. Còn asoko là chỉ một cái nơi mà xa cả người nói lẫn người nghe. Asoko. Ở đây cũng có cách nói lịch sự là kochira. Còn tiếp theo là soko là đó. Sochira. Còn asoko là achira. Thì trong trường hợp nếu mà em muốn nói là cái này, cái kia, cái đó
thì em sẽ thay thế là cái này là これ, cái đó là それ, và cái kia ở xa hơn là あれ. Nếu mà trong trường hợp mà các em muốn nói cụ thể hơn là ví dụ như là cái quyển sách này, cái quyển sách đó, cái quyển sách kia chẳng hạn, thì sẽ là この cộng với cái danh từ là ví dụ quyển sách. この本, tiếp theo là その本, あの本. Khi mà chúng ta nói về một cái nơi trốn nào đấy này, ここ, そこ hoặc là あそこ cộng với wa, địa điểm です. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi về nơi trốn, địa điểm của người, vật. Thì chúng ta sẽ hỏi là, trước hết là chúng ta sẽ có địa điểm này, hoặc là người, hoặc là vật nào đó mà mình cần hỏi. Xong rồi là cộng thêm wa và doko desu ka. Và nếu mà cách hỏi lịch sự thì cũng thay là dochi la desu ka, thì sẽ thành cách hỏi lịch sự. Và khi mà trả lời thì ví dụ như là cô ở đây chẳng hạn, thì cô sẽ nói là watashi wa koko desu. Hoặc là ví dụ cô hỏi là quyển sách ở đâu chẳng hạn, hon wa doko desu ka. Thì trong trường hợp đấy, nếu mà quyển sách ở đây thì cô sẽ nói là hon wa koko desu. Bây giờ chúng ta có cái câu hỏi là wa ikura desu ka? Wa ikura desu ka? Chúng ta có thể điền cái vật mà chúng ta muốn hỏi này, hoặc là có thể điền là cái này, cái kia, cái đó. Bây giờ cô sẽ dạy các em một vài cái cách nói về liên quan đến giá bán nhá. Chotto takai desu. Chotto takai desu ne. Chotto là hơi, cộng với cả tính từ nào đấy, des. Thì trong trường hợp này là cao, đắt, thì nó có thể sử dụng từ là takai. Takai. Chotto takai desu ne. Chotto takai desu. Ngoài ra thì ví dụ như là khi mà đi chợ ở Việt Nam chẳng hạn, thì các em thường hay làm gì nhỉ? Mặc cả. Đúng rồi, mặc cả trả giá đúng không nhỉ? Thì lúc đó chúng ta sẽ nói là motto yasuku shite kudasai. Hoặc là ví dụ như là trong trường hợp mà Yến hỏi cái kính của Khánh chẳng hạn, thì lúc đấy thì Khánh bảo là cái kính này rẻ hơn, thì có thể nói là motto yasui desu, rẻ hơn đấy. Thì nếu mà sử dụng chotto thì là có ý là hơi làm sao đấy, còn motto thì là hơn thế nào đấy. Tiếp theo chúng ta học về ngữ pháp cho một cái gì đấy nhá, cái vật gì đó mà chúng ta muốn người ta lấy cho mình, hoặc là cái này cái kia, これ, それ, あれ, và cộng thêm kudasai. Kudasai là ý là lấy cho tôi, cho tôi cái gì đấy. Khi mà mình chọn xong, ví dụ có nhiều cái để chọn chẳng hạn, thì khi mà chọn xong thì mình nói là tôi chọn cái này, thì lúc đó thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu ngữ pháp là cái vật gì đó mà chúng ta chọn này, sau đấy thì ni shimasu, tôi lấy cái này, tôi chọn cái này. Các bạn đã nắm kỹ những mẫu ngữ pháp quan trọng chưa? Ngay bây giờ, hãy cùng xem Duy Khánh và Hoàng Yến sẽ áp dụng những bài học này để thực hiện nhiệm vụ ra sao nhé! Em biết ở đây có một cái siêu thị của người Nhật mà bán đồ rất nhiều. Mà bán, em nghĩ chắc sẽ bán cả matcha, nước tương và rong biển của cô giáo. Những cái món mà cô giáo giao đúng không? Nếu mà có người Nhật nữa thì mình có thêm cái khả năng để mà có cơ hội để mình giao tiếp đúng không? Dạ! Yashimase! Konnichiwa! Konnichiwa! Matcha quả, đồ cổ desu ka? Matcha wa kochira desu. Hey, arigatou gozaimasu. Kochira desu. Hey, kochira matcha desu. Matcha. Matcha đen ạ. Ồ. 100g. Ồ. Ờ, kore wa ikura desu ka? 35万ドン になります. Chutto takai desu. Motoyasu no wa arimasu ka? こちらはいかがでしょう? Cái này rẻ hơn. Anh xem kìa. Nhưng mà nhỏ hơn. これはいくらですか? はい、20万ドンです。はい。20万ドンです。Bỏ vào giỏ anh. Yeah, đó. Nó đi qua, ありますか?
はい、こちらにあります。Nhiều lại quá ha. Ừ, giờ mua loại nào đây? Giờ hỏi, hỏi giá trước đi, hỏi giá trước. いくらですか? はい、これは25万ドン。これは11万ドンです。お、cái này rẻ hơn, mình lấy cái này đi. Thôi mình lấy cái này đi ha. これにします。ありがとうございます。ngon, ngân sách của cô giáo có hạn. So you, どこですか? すいません、なんですか? あ、てら、nhắc lại lần nữa. あ、そゆは、そゆはどこですか? 醤油はどこですか? はい、じゃあ、はい、はい。こちらになります。あ、cuối cùng cũng hiểu. Mừng quá, mừng quá. Ồ, ở đây nhiều nước tương quá ha. Em thực sự không biết là lúc mà mình ở nhà hàng Nhật mình ăn nước tương nào luôn ấy. Tại vì nó cứ tựa tựa, nó cứ giống giống nhau đúng không? À, hình như là cái này này. Phải không? Phải không? Đúng rồi. Cũng... ngửi mùi nhà nước tương nó cũng có mùi à. Không có nha, nước tương của Nhật với nước tương Việt Nam khác nhau á. Không, nhưng mà cái này là Nhật hết nước luôn. Nước tương của Nhật đặc lắm á. Cái này mà nước tương của Nhật. Nước tương của Nhật hình như là nó có cái có cả mùi tạt nè. Ừ. Có cái không có mùi tạt nè. Giờ em lựa đại đi, giờ lấy đại luôn đi. これはいくらですか? はい、それは8万ドンです。あ、8万ドンです。あ、じゃあ、ベドミン、これかな? うん、OK。これをください。ありがとうございます。すごい。いや。で、点点な。うん。ありがとうございます。はい。ケムね。ケムディアン。ケムディハ。Matcha là món ăn ưa thích của em. Không. Mình ăn kem con cá đi nè. Cái nào ngon hơn? Cái này là kem con, cái này hình như là đậu đỏ. Cái này là matcha không? Không matcha đi, matcha đi. Matcha đi, matcha đi, matcha đi. Mỗi đứa một cái. Ừ rồi, ok. Cô giáo trả tiền mà. Ok. これ日本のアイスクリームですか? はい、それは日本のアイスクリームです。わあ。いくらですか? はい、それは5万2000ドンです。2000? 何枚? 5万2000ドン。何枚入る? 何枚入る? 何枚入る? それで見えた? 何枚入る? OK。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、OK。lấy hai cái luôn đi。はい、OK。行きたい。Yeah、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。行きたい。Vậy là Yến và Khánh đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ cô giao. Các bạn hãy cố gắng ghi nhớ các bài học và đừng ngần ngại áp dụng vào các tình huống thực tiễn nhé. Bài học tiếp theo với mẫu câu mời ai đó làm gì sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ hai tuần sau trên kênh truyền hình VTC8 View TV.